Này, bà làm cái gì đấy? Hả? Nhìn nhá. Này, mày chán cơm thêm đồ cúng rồi đấy à? Thì ai bảo bà đóng cửa ô tô của tôi mạnh như thế? Bà. Sao lại không đóng mạnh? Cửa ô tô phải đóng mạnh chứ. Bà có biết là cửa ô tô là có bao nhiêu thiết bị loa, rồi là các thiết bị có thứ bà đóng như thế nó hỏng mất thì sao? Đóng như thế thì cửa nó mới hít vào được. Xuống đây. Đi đâu? Xuống đây. Lúc mà đóng cửa xe này ấy, thì cũng giống như là đóng hộp phấn của mình ấy. Phải nhẹ nhàng thôi. Cái gì đấy? Hay không? Ừ. Cửa hít em mới lắp đấy. Nên là khi mà chị đóng ấy, chỉ cần đóng nhẹ nhàng thôi thì cửa nó sẽ tự hít vào. Ông bây giờ tao mới biết cái này đấy. Mày lắp lúc nào nhanh thế? Ở đâu ấy? Ở Auto gần nhất, được phân phối bởi T-Mart Việt Nam. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đi. Đi. Còn đã. Hả? Thế cái hộp phấn vỡ của tao ai đền? Toàn súng.